Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại. Thực sự là mình không nghĩ là cái kỳ nghỉ dịch này nó lại lâu đến thế. Và với những cái lần giãn cách lần trước ấy, thì mình có rất là có hào hứng để làm rất là nhiều việc. Chẳng hạn như lần đầu tiên thì mình còn vào bếp này, rồi mình còn nấu nướng, rồi các thứ rất là nhiều. Rồi đến xong rồi tập luyện rồi các thứ. Kỳ nghỉ thứ hai thì mình vẽ rất là nhiều tranh, làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà đến lần này thì thật sự là không hiểu vì lý do gì, nhưng mà mình cảm thấy là cuộc sống rất là trì trệ. Mọi thứ ở trong đầu nó rất là bí bách, và nó không nghĩ ra được một cái gì hay ho cả. Đến thậm chí là như các bạn biết đấy, là chính vì kỳ nghỉ dịch đầu tiên mà mình mới có cái kênh YouTube này. Mình đã làm rất nhiều và mình đã rất là đầy nhiệt huyết để mình làm ra những cái video để chia sẻ kinh nghiệm này, rồi hướng dẫn tất cả các bạn trong cái ngành thiết kế thời trang. Nhưng mà đến cái kỳ này thì thậm chí là mình cũng nghĩ, những cái ngày đầu tiên mình cũng nghĩ là mình sẽ bắt tay vào làm rất là nhiều. Mình cũng sẽ làm kênh YouTube này, rồi thì tại vì vừa rồi là rất là bận nên là cũng hơi lơ là và không muốn dành thời gian nhiều dành cho kênh YouTube. Thế thì lần này mình cũng nghĩ là nghỉ dịch mình sẽ có thời gian để mình tập trung, mình làm, rồi mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ chia sẻ những cái thứ mà tất cả các bạn đã trên YouTube đã thắc mắc, để chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm làm nghề thiết kế thời trang. Thế nhưng mà thật sự là đời không như là mơ. Mình thật sự là mình cảm thấy là đầu óc mình bị trì trệ. Mặc dù là sáng dậy rất là sớm, dậy xong rồi là ăn sáng, rồi dọn dẹp nhà cửa, cũng có tập thể dục, rồi vân vân và vân vân, rồi vèo một cái là đã thấy nó đến trưa. Trưa thì nghỉ trưa một chút, sau đấy vèo một cái là đã thấy đến chiều rồi. Sau đấy là tập thể dục buổi chiều, xong rồi là lanh quanh một tí là lại nấu cơm, ăn cơm, rồi tiếp tục ở tối xem tivi, rồi lại đi ngủ, vân vân. Ngày nào nó cũng như thế, thật là nhàm chán. Ở đây thì bạn nào giống mình không? Mình nghĩ là chắc chắn sẽ có rất là nhiều người bị giống mình. Thật sự là thế mình mới biết là nếu mà làm công việc sáng tạo thì không nên để đầu óc nó trì trệ. Kể cả mình làm công việc sáng tạo ấy, nó cũng giống như những cái người mà vận động viên. Nếu như những vận động viên mà lười không tập luyện này, lười không lao động và không hoạt động liên tục thì sức khỏe sẽ giảm sút và kỹ năng cũng giảm sút. Chính vì vậy mà mình là một cái người làm sáng tạo cũng vậy thôi. Nếu như mình để cho mình được phép nghỉ quá lâu, đầu óc mình nghỉ quá lâu, không sáng tạo, không cập nhật, không update, nhất là trong ngành thiết kế thời trang, các bạn luôn luôn phải cập nhật, luôn luôn phải update tất cả những cái thông tin này, rồi xem thông tin, rồi phải được làm liên tục khâu vá đính kết, hay là làm về tất cả những cái kỹ năng cắt may thêu thùa, rồi về kể cả vẽ cũng vậy, vẽ tay các thứ. Mình lâu ngày không vẽ là tay cũng rất là cứng nha, và cái kỹ năng sử dụng màu nó cũng sẽ rất là kém. Chính vì vậy mà cái gì cũng vậy thôi, cũng vẫn phải được duy trì, luôn luôn phải được duy trì. Thì đấy chính là cái mà cái công việc để mà các bạn có thể duy trì được cái khả năng sáng tạo và cái đầu óc nó luôn luôn được hoạt động và luôn luôn được rèn luyện. Đấy chính là cái việc mà các bạn luôn luôn phải tập đấy, giống như kiểu việc là các bạn tập cho cái bộ não của mình nó làm việc, nó đừng để cho nó làm việc quá căng thẳng, đừng để cho nó phải căng lên. Như kiểu các bạn tập quá nhiều thì cơ thể nó sẽ rất là đau nhức, thì bộ não của mình cũng vậy, nó cũng cần phải hoạt động và cũng cần phải duy trì, cũng cần phải duy trì để vì cái việc suy nghĩ, về việc tư duy sáng tạo. Khi mà đấy, mình đang trong cái tình trạng là mình để nó ì quá lâu, và mình đến khi mà mình bắt tay vào suy nghĩ, kể cả lên một cái content cho cái video để mà chia sẻ với các bạn thôi, mình cũng cảm thấy nó rất là lười suy nghĩ, và nó rất là
kể cả nói cũng vậy thôi, nói ra cũng rất là ngại nói luôn, cảm thấy là nếu như mà mình quay đều, mình nói đều, mình cảm thấy mình nói rất là trơn tru, nhưng mà lâu ngày không nói không quay, tự dưng mình cảm thấy mình không buồn nói nữa, và mình không thể chia sẻ được, và mình cảm thấy rất là ngại ngùng khi mà nói chuyện hay bắt chuyện với tất cả mọi người. Và đặc biệt là trong cái ngành thiết kế thời trang thì không chỉ là các bạn cần đến cái kỹ năng, tất cả những cái kỹ năng hay là tất cả những cái gì để cần để làm nên một để làm một nhà thiết kế thời trang, thì mình đã có một cái video, thậm chí là hơn phải 2-3 cái video để nói về tất cả những cái cần phải học, cần phải làm, những cái yếu tố để trở thành một nhà thiết kế thời trang. Thì hiện tại mình đang ở trong một cái giai đoạn nghỉ dịch và đang rơi vào một cái tình trạng mà rất là vô cùng khó tả. Có lẽ là chưa bao giờ mình như thế này, trì trệ, ì ạch, lười suy nghĩ, lười vận động, lười tất cả mọi thứ. Và có lẽ đây chính là một cái bài học mà mình muốn chia sẻ với các bạn, là đừng bao giờ để cho cái cơ thể, để cho cái bộ não của mình nó trở nên lười nhác như vậy. Bởi vì khi mà các bạn cần phải vận động lại, nó sẽ rất trì trệ và nó sẽ rất là ì ạch, thậm chí là nó sẽ tự tạo ra cho mình những cái suy nghĩ sai và suy nghĩ mà nó không đúng với cái guồng suy nghĩ của các bạn. Giống như kiểu các bạn đang có một cái mạch suy nghĩ và một mạch làm việc nó đang rất là năng động hay là đang rất là hào sảng, nhưng mà khi mà các bạn để nó bị ì ạch lại như thế này thì các bạn, để khi mà các bạn vận động lại, nó sẽ điều khiển bộ não, nó sẽ điều khiển bạn đi theo những cái suy nghĩ, nó sẽ đi theo một cái hướng khác, nó không tích cực nữa, và nó sẽ rất là nhàm chán, và nó thật sự là tôi không biết là các bạn có tự nhìn vào cái điều đấy không, nhưng mà với tôi thì bây giờ tôi đang cảm thấy rất là khó chịu và rất là lo sợ về cái hướng suy nghĩ và cái cách làm việc và cái cách mà mình đang phải tư duy, và nó mình cảm thấy là mình đang cần phải cố gắng để bắt tay lại, để bắt tay phải suy nghĩ lại, bắt tay phải làm lại và bắt đầu cho cái bộ não của mình nó vẫn được vận dụng lại từ đầu. Thì sau một thời gian, hình như là mình nhớ không nhầm thì chắc cũng phải hơn một tháng rồi mình không làm clip, mình không quay, mình không up, mình không gì cả, không, hình như phải hơn 2 tháng, chắc phải 2 tháng đấy. Thì mình thấy rằng là đó, bình thường nói rất nhanh rất nhiều nhưng mà bây giờ tự dưng thấy mọi thứ là nó cứ y ra, thật là kinh khủng. Và thôi, mình định nói rất nhiều thứ nhưng mà thật sự là nó không nghĩ ra và cái dòng chảy suy nghĩ của mình nó không tuôn ra được, và mình sẽ phải, chắc là sẽ phải mất 1-2 ngày hoặc là mất một thời gian nào đấy để mình làm quen lại về cái việc này, và làm quen lại về cái việc mà để cho suy nghĩ nó được phát triển. Có rất nhiều thứ phải làm, mình có rất nhiều việc, mình không hề ít việc, thế nhưng mà mình thật sự là không hiểu tại sao mà nó lại trì trệ và ì ạch đến như vậy đâu ấy. Và bây giờ thì mình sẽ cần, mình có rất là nhiều cái kế hoạch, chẳng hạn như là vẽ một bộ sưu tập túi này, túi thì đã xong rồi, bây giờ vẽ trang trí thôi mà tự dưng nó ì ra. Rồi thì mình đang muốn làm một bộ sưu tập về Hà Nội, về Việt Nam, bộ sưu tập áo dài kỷ niệm với Hà Nội. Rất nhiều ý tưởng thì luôn luôn nhiều, và cái cách để làm sao để có ý tưởng thì mình cũng đã có clip để nói chuyện với các bạn về cái cách để có ý tưởng. Thế nhưng mà đấy, bây giờ có ý tưởng nhưng mà bảo là ra ngồi vẽ phác thảo cũng lười, cũng ngại, bảo bắt tay vào làm cũng lười, cũng trì trệ. Thật sự là mọi thứ đang rất là khó chịu, và hy vọng rằng là các bạn, sau khi các bạn xem xong cái clip này, các bạn sẽ hiểu được cái cảm xúc của mình, cái cảm giác của mình, và mình sẽ cố gắng, và các bạn cũng cố gắng là đừng bao giờ để các bạn bị trì trệ như vậy nhé. Và hy vọng là các bạn sẽ làm cái nguồn động lực và tiếp lửa cho mình để mình sản xuất clip này, hay là mình quay MV, hay là mình chia sẻ cho tất cả các bạn những cái làm ra những cái video để chia sẻ cái kinh nghiệm cho các bạn, hay để trò chuyện cùng các bạn. Các bạn hãy tương tác cùng với mình này, hãy comment, hãy like, share, chia sẻ, và hãy cùng nhau, cùng tôi để
hãy hỏi đi, hãy comment, hãy làm cho tôi có những cái động lực để tôi được cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà mình đang làm nó có giá trị. Mà không, thực ra thì cũng không cần đâu, bởi vì là rõ ràng tôi biết rằng là tất cả những cái gì tôi đang làm là đều có giá trị, ít nhất là có giá trị với bản thân tôi. Nó có giá trị với tôi này, về cái mặt tinh thần và về mặt kinh tế và tất cả các thứ đều có giá trị. Thế nhưng mà tóm lại là bây giờ sẽ phải làm thế nào để vận động lại cơ thể, vận động lại cả cái bộ não, phải cố gắng không để trì trệ. Thật sự là cái dịch bệnh này làm cho con người thật sự là quá mệt mỏi, mệt mỏi kinh khủng luôn. Không chỉ là vì cái cuộc sống nó trì trệ này, đầu óc ngu đi này, rồi thì cảm thấy là tương lai không có cái gì cả. Những cái tất cả những cái mục tiêu gì đấy mình vạch ra nó đều bị bệnh dịch nó ngăn cản, làm cảm thấy quá kinh khủng. Và sẽ là một cái điều gì đấy rất là ngại để mà bắt đầu lại từ đầu luôn đấy. Thôi bây giờ sẽ phải đứng dậy để làm một cái gì đấy, kể cả là dọn nhà hay là làm một cái gì đấy này. Không phải là dọn nhà đâu, thật sự là đấy ngu lắm ý. Bởi vì là ngày hôm qua vừa mới lau 4 tầng nhà luôn và dọn dẹp rất nhiều luôn. Không biết là phải nói gì. Thôi tôi sẽ tìm một cái gì đấy nó tươi mới và nó có cảm hứng để làm việc. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau, và hy vọng là mình sẽ có một cái gì đấy mới mẻ hơn để trò chuyện và để chia sẻ với các bạn, để các bạn quay trở lại cái kênh của Cao Minh Tiến hàng ngày đều đặn hơn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và vượt qua bệnh dịch một cách thật là mạnh mẽ. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.